Các cụ bảo rồi, làm người thì khó mà làm chó rất dễ. Năm nay thì đúng là năm con chó, chó thật luôn, không phải chó giả. Mình vừa lướt Facebook và mình cảm thấy là hai vợ chồng nhà này mặt mũi rất ok này, rất là ok, ngon lành cách nào. Như là ở Bắc Ninh thì phải, Bắc Ninh hay Bắc Giang ấy. Lúc nào thì mình tóm tắt câu chuyện là mình đọc được ở trên Facebook. Và mình nghĩ câu chuyện này thì đúng là thật, rất là bực mình. Nghĩa là có một chị là người ở Hà Nội, chị đi sở thú dẫn con đi, thì chị ngồi cùng hai vợ chồng thằng này, mặt mũi ngon lành cành đào luôn này. Và theo thông tin ở trên Facebook thì là người này thì là học ở trường sĩ quan Trần Quốc Tuấn, là chỗ trường lục quân gần nhà mình, nhưng hiện giờ chắc công tác ở trên Bắc Ninh. Thì là chị đó có bỏ quên một cái túi sách, thì là xong rồi thì là vợ chị đấy đi một lúc rồi, thì chị chạy ra thì thấy, chạy vào tìm thì thấy hai vợ chồng này từ trong sở thú đi ra, mà vừa nãy ngồi gần chị đấy. Thì là người ta, chị đã hỏi em ở đấy em thấy cái túi của chị không? Vợ chồng này rất tốt, rất nhiệt tình, miệng nam mô bụng bổ giao gâm. Nó bảo là gì? À chị ơi, cái túi của chị đấy vẫn còn đấy, chị đấy cứ cảm ơn dưới dít thôi. Em cảm ơn anh chị, cảm ơn, gặp người tốt mà. Lắm giờ xã hội nó chó lắm, gặp người tốt khó lắm. Ta xong thì chị đó bảo, chị đó vào đến nơi thì là đúng là cái túi còn thật luôn, còn thật không hề mất. Mà vợ chồng nhà này nó không nói điêu luôn. Vợ chồng nó không nói điêu. Vợ chồng nó bảo là cái túi vẫn còn ở đó, thì đúng thực sự túi còn luôn, nhưng tiền thì mất hết. Chị đấy mất 10 triệu trong túi. Và rồi có chuyện càng trở nên cay cú hơn nữa là khi chị này bị mất giấy tờ, mất hết giấy tờ, thì là chị đó có đăng tin để mà tìm lại giấy tờ. Thì là thường là đăng tin người ta xin cảm ơn và hộ tạ mà. Thì khi vợ chồng nhà này thì là gọi là lòng tham vô đáy luôn, động không đáy, tham hơn chó, vừa chó vừa mõ, sống rất là tham lam. Cái người mà người ta nhặt được 17 triệu ấy kìa, người ta làm việc rất là ý nghĩa cho xã hội, người ta nhặt được của rơi, người ta giải lại người đánh mất, một việc làm rất là được cả xã hội người ta hoan nghênh. Còn đúng chi vợ chồng ông này thì chẳng hề sao, vợ chồng có nhặt được 10 triệu lòng tham, có giải lại người ta thôi, nhưng thấy là sống quá đều rồi. Và cuối cùng là còn tiếp tục là liên hệ chị này và lấy số điện thoại gọi cho chị đấy, bảo là muốn chuộc lại giấy tờ phải trả 5 triệu nữa. Và rồi thì là chị này kiểm qua số điện thoại này, check ở trên Facebook và Zalo, số điện thoại đây, mình nghĩ chắc là số này là 0977972523, 972523. Và rồi thì xong thì là bắt chị này là phải đưa thêm 5 triệu nữa. Và rồi chị này tra trên Facebook, Zalo để ra đúng cái khuôn mặt của hai vợ chồng, không phải hai con chó, hai con này. Thì là bọn nó ngồi cùng với chị hôm đấy, và rồi chúng nó lại bảo là nó không nhặt được, nó không nhặt được cái túi này, cái túi của chị đấy, mà có người khác nhờ nó đưa cho, nhờ nó bảo đưa, nghĩa là có người khác nhờ nó gọi cho chị đấy để mà yêu cầu bắt chuộc. Và rồi cuộc thương lượng của nó là ngã giá là nó bảo 5 triệu, chị đấy bảo xin mà thôi, chị chỉ có tiền để gửi 1 triệu thôi, nó không đồng ý. Đúng. Ăn giày, ăn cả tất, ăn cả đất xung quanh. Thằng này ở trên Bắc Ninh chắc giờ đang hot lắm rồi. Ôi thằng này không biết phải ở Bắc Ninh thật không ta. Và rồi xong cuối cùng là chị đã bảo 1 triệu thì nó bảo 3 triệu. Đây. Thì là Facebook đây. Facebook là gì đây? Nguyễn Hiền Minh này, Nguyễn Tuấn Minh này, là làm việc ở công ty điện tử UMC Việt Nam này, làm việc tại Samsung Yên Phong Bắc Ninh này. Thấy mọi người là comment vào bình luận rất là nhiều, thì đây gương mặt tiêu biểu của năm đấy ạ. Đẹp trai mà, đẹp thật luôn, mà đẹp giả vờ. Mình không biết câu chuyện này là có thật hay không, nhưng mà mình thấy rất nhiều người chia sẻ, thì mình hy vọng rằng các bạn chia sẻ để cho chị này chị tìm được lại giấy tờ. Và vấn đề này chúng ta, nếu thực sự vấn đề này xảy ra thì chị lên nhờ pháp luật can thiệp, bởi vì có bằng chứng vật chứng, chị có thể nhờ pháp luật can thiệp được. Lên công an à, bụp 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 ba vạ phát là khai luôn, chứ vâng 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 luôn, không cãi được đâu.